Rồi rồi. Mời chú, mời chú. Làm ly nha, ngọt nha, ngọt nha. Kính mấy sư huynh. Cảm ơn các ủng hộ bác. Tôi nói tâm sự chú nãy giờ á. Dạ. Cái thằng đó nó xài không có vô. Mà đụng tới 5G này đó là nó đi tới đâu tôi đi tới đó à. Ây, thôi được rồi, đừng có nóng, đừng có nóng. Uống ly đó đi. Nhậu mà nóng quá hơi phun lửa luôn à. Tôi tức ông Diêm Vương này lắm nha. Sao vậy? Cha Diêm Vương này tại sao không bắt cái thằng Sơn đó à, xuống dưới đó không à, tùng xẻo từ miếng à, từ miếng à, rồi cứ làm xưa gì cứ là cái món mà Sơn tùng xẻo đó. Thôi thôi chú nghe nè chú, nãy giờ nghe cứ chú chửi rồi chú rủa chú trù yếm cái thằng Sơn. Ủa mà cái thằng Sơn nó là cái thằng nào? Thằng Ba Sơn cái xã này ai không biết, nó là trợ lý của chủ tịch à. Nó cầm lông gà mà nó tưởng lĩnh tiễn, càng nói càng tức. Năm ba ngày nó dẫn lễ mấy người, 4-5 ngày nó dẫn lễ mấy người, nó ăn rồi ghi vô đã rồi cả năm trời cả trăm triệu đưa nó, nó chơi gì dữ vậy, giữ ông nội chứ cái dữ vậy, cái chữ ký của nó rõ ràng mà nó giữ. Mà sao kỳ vậy chú, tôi thấy người ta thiếu nợ nha, chừng bữa hai bữa rồi nửa tháng một tháng là cùng đi đòi rồi, chú để chi tới cả năm mà tới cả trăm triệu. Nói như cậu vậy đó thì tôi đâu có nói đâu, tôi kêu thứ 2-3 triệu tôi lợi, tôi kêu nó quyết toán, nó nói là nhà nước thanh toán khó khăn, bây giờ dồn lại đặng mà trả một lần thanh toán một lần vậy mà tôi tin nó mới ghê. Mà không lẽ thiếu nợ mà có thể quỵt được sao ta? Sao quỵt? Trời ơi không được đâu, thiếu nợ mà quỵt hả là có tội á. Trời ơi thiếu nợ mà quỵt nghe là mai mốt hả là xuống dưới Diêm Vương hả là bị phạt á, bị cắt lưỡi á, bị chặt tay đó. Sao biết cái dưới? Thì tôi ở dưới mà. Dạ. Tức là nghe ông bà xưa này kia, người lớn người ta kể, người ta đã kể mấy cái chuyện với âm phủ này nọ đó, thành ra tôi nghe tôi nhớ. Chú ơi, không có cái chuyện quỵt được đâu chú nè, yên tâm nghe. Dạ. Miếng rồi, miếng rồi đi. Dạ thịt hả gì chú? Cái này là quán tôi bán thịt dê á. À, chắc thịt dê hả chú? À, không, này thịt trâu. Đó, ngon lắm ạ. À. Da trâu của nó dày vậy chứ nó ngon, nó giòn. Nghe nó mềm xèo à. Gì vậy? Làm ơn để tránh xa tôi ra chút xíu chú. Không có chịu được cái mùi đó. Ồ, vỏ lớn không ăn thịt trâu lần nào. Trời, trâu ngon lắm, được xả, hấp xả là lạ lắm. Thôi chú đừng có kể đó chú. Tự nhiên chú tả cái chuyện trâu làm mấy cái món đó đau lòng quá chú. Mà chú nói gì? Chú nói là nó sẽ đã hả? Dạ chú cứ bình tĩnh. Cái gì mình cũng phải hòa nhã, mình ân cần, mình tới mình năn nỉ nó trả. Nó không trả thì mình xin xỏ nó trả. Nó không trả thì mình lại lục nó trả. Hả? À, gì? À. Gì Nobita? Mặt với Nobita quá. Không có đâu, thằng này nó dai lắm, tôi tức lắm, tôi tức dữ lắm luôn. Chỗ tôi chú bà con nhau, tôi thành thật tôi nói chú vậy đó. À, quên nó cái vụ bà con quên nha. Hồi nãy chú nói là chú là em của cô Bảy. À, bà con bên vợ xui gia tôi, sao tôi bà con gần quá tôi không biết hả? À, gần đâu gần chú. À? Xa lắm. Trời ơi, tôi chú Đại Bác bắn 10 năm chưa tới nữa đó. Phải không? Phải, nhưng mà nói chung là mình có dính líu dây mơ rễ má với nhau chút đỉnh. À. Cho nên tôi thành thật tôi khuyên chú nghe chú. À. Nếu chú có giận cái thằng nào thì chú cứ lôi đầu đúng cái thằng đó ra chú chửi. À. Chứ đừng có rủ thêm người thứ ba vô làm gì hết trơn trời. Ba lại. Ông Diêm Vương đó, nghe không? Để cho ông yên đi, nghe. Đừng có kêu réo tên ổng tới làm cái gì. Nói lời nào mà lỡ xúc phạm tổng là mang tội nghe chú. Tội cái gì? Ổng là có tai như điếc mà có mắt như mù. Trời ơi. Ổng á, suốt cuộc đời của ổng đó, ổng không có là để ý tới cái chuyện dân gian. Trời ơi chú. Diêm Vương coi vậy chú, tai mắt khắp nơi nghe chú, anten radar cắm đầy nha chú ơi, chết nghe chú ơi. Thôi, không có đâu. Ổng mà có tai có mắt sao ổng bắt hết ra mấy cái thằng mà tham nhũng xuống với ông trị tội đi. Chú yên tâm, chú đừng có bức xúc cái chuyện đó. Trước sau gì rồi ai cũng xuống với đó đoàn tụ với nhau thôi. Luật nhân quả công bằng lắm chú à. Gieo cái ác á, thì thế nào cũng sẽ gặp cái ác à, mà thôi. Gì chú? Trước sau gì ai cũng xuống dưới hả? Dạ đúng rồi. Nói ghê vậy hả? Trời ơi, thì đương nhiên rồi. Thế nào ai xuống nó cũng gặp nhau dưới rồi. Rồi chú sẽ gặp tôi dưới, yên tâm. Vậy là tôi bớt chửi lại ha. Dạ bớt chửi đi chú.
mình có giận lắm mình làm thơ thôi. Đúng rồi chú, mình phải tu tâm dưỡng tánh. Sách Phật có dạy mà chú, thấy không? Không nên gây tạo ác nghiệp, kể cả khẩu nghiệp là cái miệng đó nghe. Bởi vậy mình phải vớt lại mới được. Đúng rồi, giận lắm mình làm thơ thôi. Đúng rồi, vậy đi cho nó có văn hóa chú ha. Thí dụ như thằng đó thiếu nợ mình thì mình phải làm thơ. Sao chú? Trời mưa bong bóng phập phồng, hay lỡ chỗ rượu thiếu trong lòng nó không vui. Ai đó, như vậy mới là cái giận mà có văn hóa nè. Điện thoại rung quá, để chế độ rung. Ngồi nhậu mà có chung đó không có vui. Hello. Dạ chị, dạ tôi đây. Dạ chủ quán. Dạ sao? Dạ chưa nãy hả? Dạ mấy bạn, 10 bạn hả? Dạ chị ăn gì chị đặt luôn đi, tôi làm. Dạ dê, dạ lẩu dê, dê số xả, thịt trâu hả? Có để có nuôi nghe. Bây giờ tôi làm thịt trưa nay nha, 10 bạn. Rồi trưa nay 10 bạn nghe. Rồi có thịt trâu. Gì vậy? Chú mới nói làm cái gì? Thịt trâu. Tại vì hội phụ nữ á, trưa nay liên quan rồi đặt ra. Ở đây làm thịt trâu hấp xả ngon lắm. Ăn ở lại ăn với tôi nha. Trời chú. Không, đừng làm gì ác lắm chú ơi. Hả? Con trâu nó hiền quá mà chú, nó ăn cỏ không mà chú, sao bây giờ mình nở làm nào mình cắt cổ nó mình ăn thịt vậy chú? Có không thì ta với nó vật dưỡng nhân mà. Thôi ở đây ngồi chơi nha. Ngồi chơi để tôi ra ngoài vườn tôi đập đầu ngá. Trời ơi, ăn thịt trẻ con hả? Ngồi chơi đi nói với ta. Ngồi chơi nha, ông này giống ghép hát mà. Đi nghe ông Dương. Ủa, sao biết tên à? Biết chứ. Cáp hát bây giờ ta nói là lấy là Minh Dương nè, Linh Dương nè, là ông Dương gì phải không? Đừng có ăn con nghé được không? Không có được, người ta đặt mà, ta đặt phải làm nghé. Đừng làm như vậy mà ác lắm, trời ơi ông ơi, đứng lại đi, đứng lại. Diêm Dương thấy không? Ông tức quá, ông giận quá, ông chửi bới, ông dùng văn toàn là văn, văn trời trời không? Diêm Dương đừng giận nha. Không phải giận mà ta hết hồn. Hết hồn. Tưởng nó phát hiện ra ta. Dạ. Ông kêu tên của Diêm Dương lên để trị mấy cái thằng bậy bạ đó. Đúng rồi. Mấy cái người như Sơn gì như là ông nói đó. Dạ. Cần nên phải trừng trị. Ai đời đi làm rồi là có quyền hành trong tay mà lại đi ức hiếp dân, ăn quỵt nữa, làm sao mà lấy được lòng tin của dân? Đúng không? Đúng. Hãy trừng trị thôi. Để thằng Sủ nó đi theo dõi, rồi nó cung cấp tin tức, bao nhiêu thứ mình gom lại, mấy mốt mình bắt dò nó, mình rỉ xuống, mình trị cái một và thưa Diêm Dương. Em thấy nãy Diêm Dương rượu thì ngày không uống, chỉ ngửi qua lo, làm cho thần cũng phải vậy. Riêng cái món thịt dê này là đặc sản của xứ Trần gian, tại sao ngài không thử dùng thử? Thật là món này ta không thích lắm. Yeah. Nhưng mà nếu mà có Diêm Hậu ở đây chắc chắn là bà thích. Lén lén lúc lúc tưởng lên trần gian làm chuyện gì giấu giếm vợ, thì ra là lên trần gian xử án. Đúng là ông xã của mình mà, thật là tuyệt vời chứ. Nhưng mà Diêm Hậu ở dưới điện Diêm La làm gì có ở đây mà Diêm Dương lại lo? Tao có cảm tưởng là hình như là Diêm Hậu ở rất gần đây thôi. Sao người biết? Rảnh rỗi quá làm gì ta, xong nhiệm vụ rồi. Nãy giờ ăn gì quá ha, khi mình sẽ đi tập gym nè, rồi mình đi spa thư giãn, mình massage mặt, sau đó làm gì nữa, đi shopping, rồi lên Facebook khoe cho thiên hạ nghe chơi. Trời quá trời công việc rồi, phải đi thôi. Ta ngửi được mùi của bà mà. Chị đặt cái tôi mời bạn, bây giờ chị cancel là sao? Chị nói kiểu đó là tôi thề là có Diêm Dương ăn chị nha. Chị đừng có nói kiểu đó nghe. Tôi đặt, tôi làm xong con ghé rồi, không lẽ gia đình tôi ăn? Không lẽ ông Diêm Dương lên đây ăn? Hả? Chị đừng có nói vậy, không có được đâu à. Chị, giờ sao? Chị đi nhà hàng khác hả? Diêm Dương á, sẽ trừng trị chị hiểu không? Cúp máy rồi.
Diêm Vương ơi, cứu con, Diêm Vương ơi. Sát rồi, yên tâm, đợt này rồi ra quán lẩu dê nhậu nữa, trời ơi, lo gì vậy nha. Hên quá, bữa nay lại gặp chủ tịch, không gặp thằng quỷ này là hên rồi. Trình bày chủ tịch. Dạ thưa chủ tịch, lâu lắm rồi. Trời ơi, tưởng chủ tịch, bây giờ lên chủ tịch rồi hả? Lên nào? Thế gọi bà kia, bạn chủ tịch. Ông chủ tịch, ông đi vắng lên ngồi đợi xíu dữ vậy. À, tính ngồi thì giữ chức chủ tịch chứ gì. Bậy bạ không à. Vô tôi ngồi tôi sửa sang cái ghế lại. Sửa sang cái gì giờ, ba cái nợ tôi tính sao đây? Nợ nặng gì? Mày, nợ nặng cái gì? Mày trốn tôi hoài đâu được bậy. Nè, ông nói chuyện đàng hoàng nha. Trời ơi, đây là cái chỗ gì? Cái chỗ cơ quan công quyền. Mày là sao? Ông nói chuyện với cán bộ mà ông nói mày là sao? Tao không nói tiếng mày đâu. Mày. Cái gì vậy? Cái làm cái gì mà mày dữ vậy? Không có cần chân quá gì hết trơn á. Thiếu nợ là phải trả thôi. Đi ra kia đóng cửa đi, ông muốn chửi gì ông chửi. Ôi, đó có cái chỗ cơ quan công quyền. Chỗ cửa quan. Muốn đóng cửa thì ra đóng cửa đi. Tôi đứng đây à. Ông đi ra kia. Ông ra kia tôi hỏi ông. Tôi ra đâu đó. Ông nói cái gì mà tôi ngồi đây là tôi ngồi đây là đã được rồi. Trời đất ơi, giỡn mặt cái tôi hả? Cái gì? Đứng dậy. Ghê chủ tịch mà ông ngồi lại vậy? Đi ra đây nói gì? Bảy tầm ba ghế nào cũng là ghế hết á. Ghế phải ghế. Có ghế tiếp dân mới được dân ghế. dân ông dân cần là phải ngồi tiếp dân. Đứng dậy. Ghế này ai cho ông ngồi? Ghế này ghế của ai? Của tôi chứ của ai? Ghế tôi ngồi đâu? Đây sao ghi chữ? Ghi chữ gì? Ghi dân. Ông ngồi dưới đất đi, tôi ghi chữ dân cho. Tự nhiên vô cái chỗ người ta la ó lên. Trời ly chủ tịch của mày đặt có cái bản rồi đó. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái bản của người ta để cho người ta biết tôi làm cái chức vụ gì mà ông vô ông la sùm làm sao? Bây giờ tôi hỏi cậu đừng có nói nhiều nữa. À, đây nè, tiền nợ 100 triệu của tôi đó. Cái gì? Tôi đem lợi cho kế toán rồi. Rồi hồi qua tôi lại kế toán đó là không có giải quyết, không biết cái tiền này là tiền gì. Là sao? Nè, bây giờ cậu giải thích cho tôi biết đi. Tôi nói với chú Năm nha. Ăn bậy thì được chứ chú đừng có nói bậy nha chú Năm. Tôi nói bậy sao chứ? Ủa cậu... tôi con người hay tôi con gì mà tôi ăn cái gì tới 100 triệu, ăn cái gì mà banh hồng như vậy? Đây nè, dòm kỹ cái sổ nợ đi, chữ ký của ai, dòm đi, một năm rồi không có trả. Bữa nay là 3 người, mai 4 người, mốt vẫn 5 người lại. Cái quán của tôi á, thì buôn bán á, để mà kiếm chút đỉnh lời nuôi con nuôi cái. Mà 100 triệu này là biết bao nhiêu vốn tôi trong này rồi. Bao nhiêu lâu rồi? Một năm rồi. Coi chữ ký cậu đi, ngày có ngày đúng rồi, có kỹ đi cậu ơi. Cậu coi đi đi. Ủa gì kỳ, tôi nhớ mới 1-2 tháng là tôi kêu chú sách qua bên kế toán cho nó trả tiền rồi mà. Không có lần nào tôi lên mà trả, người ta nói tao biết vậy, đang đợi tôi nói với cậu, cậu nói từ từ. Tôi tin cậu nhiều lần lắm mà không có được. Để đâu, để đâu. Bậy quá. Không ngờ tụi nó làm ăn bậy bạ vậy. À, bây giờ chuyện nào ra chuyện đó, cái chuyện này tôi thiếu tiền phải không? Đúng. Từ từ tôi trả. Chừng bây nào giờ mới trả mới được, không có từ. Không phải, bây giờ tôi sẽ xuống tôi la tụi nó liền. La tụi nó. Kêu tụi nó phải xuất tiền ra ngay lập tức. Chừng 1-2 năm rồi trả. À, 1-2 năm mới trả hả? Hôm nay tôi nói thiệt với cậu đó. Gì? Tôi đó, tôi sẽ ngồi đây. Cái gì? Tôi sẽ ngồi đây nè. Đó, tôi ngồi đây nè. Đó, tôi ngồi đây luôn á. Chừng nào trả tiền tôi mới về. Mà thậm chí không ngồi nữa. Nằm nè, tôi nằm luôn. Trời đất ơi, cái ông này. Trời ơi. Ông có biết là ông nằm đây là ông đang làm hủy hoại cái bộ mặt của ban lãnh đạo xã không? Ông nằm vậy lỡ mà dân người ta vô, ta tưởng là ông đổ chức cái bạc đi ăn nhậu trong này, rồi ông xỉn ông nằm một đống vậy ông coi được không? Không, chừng nào trả thì tôi về, còn không trả thì tôi nằm về. Trời ơi nè, tôi nãy giờ tôi nói ngọt với ông nha. À, tôi nể ông là cũng quen biết với ba tôi nha. Nha, cho nên tôi mới tiếp diện đàng hoàng. Ông mà phá cái điều này nè, tôi kêu công an xã vô bắt ông ha. Rồi còn cái quán về của ông đó, đóng cửa. Tôi không nằm nữa. Thấy à? Không muốn mà muốn mặn mà. Tôi qua là tôi ngồi. Qua kia ngồi. Ừ. Đó, ngồi đây nè. Chừng nào trả tiền mới về. Tôi đợi ông chủ tịch. Nghĩa là chủ tịch xã về đây. Tôi chứng kiến cái cảnh này. Ông, tôi thưa với ông chủ tịch xã. Ông nói đủ chưa? Cái yêu chừng nào ông chủ xã về. Ông nói hết chưa? Nói rồi. Bởi vì ông suốt đời chỉ là dân thôi, không có khá được. Trời, tôi dân mà. Tại sao ông không thấy cái niềm vinh hạnh của ông mà ông lại cứ la hoài làm sao? Bây giờ tiền này là gì? Tiền gì? Tiền 100 triệu tiền gì? Tiền ông ăn nhậu chứ gì? Ông nhìn hết cái xã này có cái quán nào mà thiếu mà bị thiếu nhiều như ông không? Là sao? Cái quán của ông là thiếu nhiều nhất sớm này đúng không? Cái đúng. Xã này đúng không? Mà mình ông thiếu à? Đó là niềm danh dự của ông. Hả? Xã quyết định chọn quán ông là quan điểm. Mỗi lần tiếp khách ăn nhậu gì đều qua quán ông hết. Đó là niềm vinh hạnh.
Thôi, tôi lại không? Cái gì mà lại nữa? Tôi lại không? Tôi không muốn vinh hạnh, tôi không muốn quán tôi vinh hạnh. Khỏi, lại. Thôi, làm ơn đi về, nha. Đi về liền tức thì. Rồi, với cái chuyện mà tiền bạc tôi nói rồi. Từ từ tôi giải quyết. Tôi đợi chủ tịch về. Chủ tịch đâu? Không, tôi lên tới chủ tịch tỉnh luôn. Tôi nói là tôi làm. Chủ tịch tỉnh. Ủa, sao quen rồi ạ? Nhớ người quán tôi, phải không? Ai à? Đây, Nobita. Đi qua anh kia mà. Cái chỗ người ta vô người ta nói chuyện mà nhào nhào vậy. Ông Năm ngồi đó chờ chút xíu. Dạ. Nè, xin hỏi hai vị là ai mà sắn sổ ở trong văn phòng của người ta vậy? Dạ mời. Dạ mời. Mời. Khoan, tôi hỏi ông một vài câu. Anh là ai? Thấy tôi ngồi đây là biết tôi là ai rồi, hỏi câu vô lý gì? Anh là chủ tịch. Không. Tại sao lại ngồi chỗ bàn chủ tịch? Bây giờ chỗ tôi cha kia cha chiếm mà tôi phải ngồi đây tôi ngồi tôi tiếp khách chứ. Mà mấy ông là ai mà mấy ông vô mấy ông đặt điều mấy ông hỏi chuyện tôi vậy? Mấy ông là ai vậy? Ai đây? Ông này là ai? Ông ai? Ông ai bước vô đây? Hả? Anh bình tĩnh. Tôi làm chức bình thường thôi. Bình thường mà dám vô giỡn mặt nha. Chỉ ngang ngang bằng chủ tịch xã của anh đó, thôi. Thấy chưa? Mới. Tôi là chủ tịch tỉnh đây. Hả? Ông chủ tịch tỉnh hả? Ừ. Vậy cái ông áo vàng mà mắt kiến con cú này là ai đây? Tôi là trợ lý của ngài chủ tịch tỉnh. Trợ lý hả? Ủa sao tự nhiên nay hai ông đi đâu xuống đây vậy? Đột xuất vé kiểm tra được không? Dạ, xin lỗi, thưa hai ngài. Dạ, xin phép mời ngài ngồi. Dạ, thưa. Bây giờ không ngồi. Vậy chứ ngài trợ lý làm gì ạ? Tôi đứng. Dạ. Mời ngài ngồi. Dạ, xin phép mời ngài chủ tịch ngồi. Dạ, kính thưa ngài chủ tịch. Dạ, kính thưa ngài trợ lý. Thực ra thì hôm nay là dạ ngài chủ tịch xã là có công việc là đi đột xuất, cho nên là xin phép là em xin em rót nước em mời hai vị khách quý của xã. Dạ, xin phép mời. Dạ. Dạ, thưa ông chủ tịch tỉnh. Rất hân hạnh được biết ông. Dạ. Thế bởi vậy họ nhỏ lớn chưa gặp lần nào. Dạ. Xin phép mình được bắt tay cái. Dạ. Dân phép. Ông là trợ lý hả? Tôi là trợ lý của ngài chủ tịch tỉnh. Xin phép. Cái gì vậy? Trời ơi. Đứng đó rồi tôi giới thiệu cho. Dạ. Đừng quay. Xin trân trọng giới thiệu. Đây là ngài Diêm. Diêm gì? Ngài Diêm chủ tịch. À. Có nghĩa là ngài chủ tịch tỉnh tên là Diêm. Biết. Dạ. Diêm. Còn tôi á là trợ lý của chủ tịch tỉnh. À. Tôi tên là Phán. Dạ. Diêm. Phán. Dạ, xin cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của quý vị. Dạ, bây giờ xin phép đi về. Không có, đã sẵn đây trình bày chút. Trình bày cái gì? Để ông đứng đó. Đúng rồi, để đứng đó. Dạ. Trời ơi, tai mềm quá. Hân hạnh lắm. Dạ. Ông Nam. Dạ. Cầm gì trên tay ạ? Dạ, cái này là cái sổ. Để cuốn sổ nợ xuống đây giùm. Ủa, sao biết sổ nợ? Biết chứ, chuyện gì tôi không biết. Làm trợ lý của chủ tịch tỉnh cái gì cũng biết. Hay quá luôn. Dạ, để sổ nợ đây. Sổ nợ của ai tự nhiên đem vô để cơ quan tôi vậy? Sổ nợ của ổng. Dạ, của đúng ổng, của ổng. Dạ. Ổng đem về đi, ổng đem đây chi? Dạ, thưa gì? Thưa ai? Trăm triệu. Dạ. Ông bình tĩnh. Dạ. Chuyện gì cũng biết. Để cho Diêm. Dạ, Diêm gì ạ? Diêm chủ tịch. Dạ. Sẽ giải quyết vấn đề này. Tôi hỏi anh. Dạ. Đây là sổ gì? Dạ, cái sổ này. Sổ gì? Sổ nợ của ổng. Sổ này là sổ của anh à? Dạ, sổ của dạ, ổng là lợi đó, ổng ăn nhậu đó, hai ba ngày vẫn tốt, bơ bảo ngày vẫn tốt lại. Dạ, nguyên một năm rồi tới 100 triệu rồi mà. Dạ, mà dạ, ổng mới ngày chủ tịch vậy, ổng ăn nhậu xịn, ổng nói bậy. Để ổng đứng đó. Về đi, một lát tôi qua quán tôi trả tiền cho dắt hai. Trợ lý chủ tịch. Dạ. Ngồi xuống đây. Dạ, ngồi liền. Dạ. Trả lời cho tôi biết. Dạ. Đây có phải là sổ nợ? Dạ, cái này sổ nợ. Sổ nợ gì? Dạ, sổ nợ. Sổ nợ gì? Dạ, sổ nợ. Nói vậy, cái ban lãnh đạo xã nợ. Thấy chưa? Có thiệt là ban lãnh đạo xã này nợ không? Dạ không, thật ra nó cũng không phải gọi là nợ. Mà thiệt ra cái này là thành tiếp khách. Dạ. Cái gì? Tiếp khách. Dạ. Không thiếu nợ bao nhiêu? Dạ, cái này... Bao nhiêu? 5 triệu. 100 triệu chứ 5 triệu rồi đâu? Cái gì?
Dạ. Thiếu nợ 100 triệu. Dạ không phải. Tiếp khách 100 triệu à? Dạ không phải là 100 triệu ăn một lần, mà cái này là ăn nhiều năm nó mới được 100 một triệu. Một năm à, có một năm thôi nha. Dạ một năm. Dạ thưa Diêm. Diêm gì nữa? Dạ Diêm chủ tịch tỉnh. Ừ. 100 triệu tiền ở đây là ở dưới là khẩm ben á. Ở dưới là khẩm ben á. Khẩm ben là gì trời? Hả? Ở dưới khẩm ở trên là gì? Ở dưới ở trên gì đừng có hỏi. Dạ dạ. Tao biết hết trơn hết trời à. Bây giờ khai ra 100 triệu nhậu bao nhiêu lần? Dạ không có. Thiếu mấy lần? Dạ không phải, để tôi nói rằng cái này là do một số lượng cán bộ lớn ăn nó mới tới 100 triệu. Cái gì? Dạ dạ. Anh làm cái chuyện gì? Dịp gì mà anh ăn mà nhậu tới cả 100 triệu? Dạ hả? Không phải là mời cán bộ nào. Dạ không phải một đợt mà nhiều đợt, chẳng qua là tại vì cái xã của mình, cái xã của mình nó vinh hạnh lắm. Cái xã của mình gọi là cái xã điểm. Cái xã ấn tượng, cái xã mà tốt, cái xã giỏi. Cho nên là ở trên tỉnh giống như ngày vậy đó, ở trên tỉnh cử đoàn xuống tham quan, ra quán nhậu. Cái xã bạn kế bên cử đoàn qua học hỏi, dạ ra quán nhậu. Rồi cái xã ở dưới thôn, ở dưới thôn là cái khóm cũng quan tâm, lên nó xin, dạ nó đưa ra quán nhậu. Thậm chí bạn bè anh em bà con dòng họ, cô cậu cô bác cô gì gì đó, bà con tám tự dương gì đó ghé qua, anh em gặp nhau mừng quá, dạ ra quán nhậu. Cái ghi vô đây. Dạ luôn có mấy ngày lễ nữa. Cái gì? Lễ nào cũng nhậu hết á. Dạ không có, lễ không có nhiều, mấy cái lễ lớn thôi. Nhưng mà phải có, chẳng hạn như lễ 1 tháng 6 nè, quốc tế thiếu nhi. Cái gì? Dạ. Quốc tế thiếu nhi mà mấy ông cũng ăn nhậu à? Dạ đâu có ăn nhậu. Mấy đứa con nít ăn, tụi em nhậu chứ. Canh con. Anh đại ai? Dạ anh đại thiếu nhi à? Dạ không có, phụ huynh của thiếu nhi. Tại vì ai cũng có con, cán bộ cũng là người, cán bộ cũng có con, cho nên các con thì ăn, cán bộ thì nhậu. Dạ cũng quà quan đây, để xong cái ghi vào đây. Ta hiểu rồi. Dạ. Nãy giờ ông giải thích ta nghe ta nóng mũi luôn đó. Ông nói xã này xã điểm phải không? Dạ xã điểm. Ta thấy không phải là xã điểm. Thì chứ xã gì? Đây là xã nhậu. Cái gì cũng nhậu. Bây giờ chừng nào trả tiền cho người ta? Dạ thì từ từ. Muốn vô sổ tử hả? Dạ dạ không có. Ủa sổ tử là sổ gì vậy? Ngày nói. Dạ. Không phải hả? Dạ xin mời Diêm. Diêm gì ạ? Diêm chủ tịch tỉnh xử cho nó trắng đen vụ này. Dạ không phải, tự gì gì cũng giải thích thêm. Thiệt anh ra yên lặng để ta xử. Nhưng cái này có trả nhưng mà nó bên chặt quay qua vào quỷ. Nghe ta phán đi. Cái gì? Phán? Sao giống như Diêm Dương xử án quá vậy? Chứ còn cái gì nữa? Là sao? Cái gì? Dạ ổng phải ra bệ vệ như vậy á. Mày tấn sốt chết rồi. Trời ơi, cái gì? Nghe là phán. Nữa hả? Thượng bất chính, hạ tất loạn. Làm quan không thanh thì làm sao mà trị dân được chứ? Hay quá, hay luôn. Diêm Dương xử án luôn. Quá hay. Tôi phải. Cũng cái miệng của con quỷ không mày? Ai quỷ? Ai quỷ? Dạ. Ai quỷ? Dạ đâu có em, đâu có nói. Quỷ? Hả? Nói quỷ nói ma là đụng chạm tùm lum tà la nghe chưa? Dạ, không đâu có nói quỷ ma đâu em. Ông nói mới nói quỷ nè. Có ý tôi nói là cái này từ từ tôi lấy quỷ tôi trả cho. Ủa quỷ nữa kìa. Quỷ gì? Dạ. Ở đây có quỷ hả? Có quỷ. Trời đất ơi, quỷ nhiều à. Bao nhiêu con? Dạ bắt lên đây ta trị cho mà coi. Đây dạ. Là chúa quỷ. Ai chúa quỷ à? Dạ thưa Diêm chủ tịch. Dạ. Đừng nghiêm dạ. Được rồi. Dạ thưa chủ tịch, không ngờ thì ở trên tỉnh là cũng có quỷ đó hả? Dạ ở dưới này thì quỷ nhỏ thôi, chứ chắc nó không có được quỷ lớn như trên tỉnh. Ở đây nó có quỷ đen, quỷ đỏ, quỷ quan hệ, quỷ ngoài luồng, quỷ lương, quỷ tiền thưởng, quỷ... Dạ. Ở đây quỷ nhiều quá, vậy là phải lập kế hoạch mà xuống đây mà trừng trị hết cái lũ quỷ này. Dạ không có, quỷ này là quỷ lương. Quỷ lương tiền để thanh toán chứ không có mấy con quỷ. Quỷ tại chứ không mày phải là... nói tầm bậy cái đó mày phải gọi là ngân khố chứ mày nói quỷ sao tao biết. Dạ ngân quỷ. Thôi được rồi. Dạ. Nghe thật xử đi. Dạ, xử giùm. Hôm nay ngươi phải trả hết toàn bộ số tiền nợ này cho Năm dê. Dạ. Và kể từ ngày hôm nay không được ăn nhậu thiếu nợ như vậy. Để người ta tới quỷ bạc làm như vậy còn ra thể thống gì nữa. Dạ, ha? Đúng rồi. Nghe chưa? Dạ, nghe thưa ngài chủ tịch. Nhớ đó. Nếu mà còn làm được nữa, dạ. Ta sẽ tru di tam tộc đó. Bãi chào. À không, ra bãi xe lấy xe đi về.
cảm ơn ông chủ tịch. Ừ. Dạ dạ chào ngài chủ tịch. Dạ cảm ơn Phan Quang. Dạ, có phán cái gì đó. Trợ lý. Dạ. Dạ mới đi lẹ trời. Mày vậy? Làm như biến rồi đó. Biến cái gì? Hả? Người ta đi nhanh chứ biến cái gì? Nhớ không? Còn khuya. Hả? Phép vua thua lệ làng. Đừng hòng. Ráng nha. Ráng nha. À. Cái cùi này lớn lắm nè. À dạ. Một cái ra nè. À dạ. À. À dạ. Quá trời. À dạ. Quá trời mụn ăn cái gì quá trời. Nè nè nè. Nè cái này khó nè. À dạ. À dạ. À dạ. Nè nhìn nha. À dạ. Cái này khó ra nè. Một cái ra luôn nè. À dạ. À dạ. À. Ui da đau. Ui da đau. Bu ra mày bu ra. Bu ra bu ra. Sao không ra vậy ta? Trời ơi cái mục rùi tôi cho nổi. Kêu ông nặng mụn giùm tôi, phải kêu ông đè ông nắt cái bột rùi tôi ra, hiểu không? Đâu có biết đâu, tao tưởng cái cùi mụn gì mà bự dữ vậy. Cái cùi loi chứ, cái cùi mụn gì? Ủa ăn đồ uống đồ. Cái kiểu gì mà mụn không hà? Trời ăn đồ mát không hà. Ăn đồ mát là ăn cái gì? Sầu riêng, mít, sa bô chê, kim chi, củ kiệu. Ông phải ăn ớt với tiêu nó mới mát. Trời ơi, sao? Trời ơi, ngu đầu ơi. Sao vậy? Nói thiệt, tôi đi ông bị bệnh phải không? Bệnh gì chứ? Tôi nghĩ là ông bị ung thư gan đó. Chết hồn sao vậy? Da vàng như mít nghệ. À. Tóc xanh như tàu lá. À. Môi thâm tựa bồ quân. À. Trời ơi, sao da đen dữ vậy? Trời ơi, trời ơi, bồ ghê lắm hả? Xuống lắm hả? Xuống lắm rồi, cái da này đen quá, tại sao da ông đen dữ vậy? Trời ơi, không dạo có biết. Da đen quá. Có uống, có chữa trị đàng hoàng chứ phải không đâu. Mà ông chữa trị bằng cách nào vậy? Ăn bùn. Là cục sình đó hả? Đúng rồi, cục trời. Sình, cục bùn đó hiểu không? Sao liều vậy? Đâu có gì đâu mà liều. Nghe người ta nói nhiều cái phương pháp để cho da sáng, da đẹp. Người ta đắp bùn, người ta tắm bùn, người ta trắng ra. Tôi đâu có thời gian, tôi làm biếng, tôi ăn bùn cho nó hiệu quả lẹ. Ăn lâu chưa? Mới có 3 năm mấy thôi. Sao giờ chưa chết ta? Không biết sao kỳ gì nữa đó. Trời ơi, nghĩ sao đi ăn bùn vô cơ thể, trời khùng quá, bậy bạ. Không biết gì hết trơn. Má xài mỹ phẩm giống như tôi, thường ngày kiên nhẫn chút xíu mà da nó đẹp. Trời ơi, đúng rồi nghe. Trời ơi, da trắng trẻo, mịn màng. Da không hề trẻ ngọn nha. Da là cái tóc thì trẻ ngọn. Đồ điên. Ê, xài gì mà hay vậy? Nói chung là cũng xài mấy cái mỹ phẩm tốt một chút xíu. Nó có thương hiệu một chút xíu, đừng có xài mấy cái hàng chợ. Trời ơi, thương hiệu gì? Kem trộn bà Năm. Hả? Kem trộn bà Năm là cái gì? Tôi không biết nó là cái gì nữa mà người ta trộn nhiều loại kem với nhau, năm bà trộn một lần đó. Hả? Có nghĩa là năm bà mỗi bà dứt một cục trộn chung vô với nhau đó hả? Có kem chuối nè, kem dừa, kem khoai môn, kem sầu riêng. Kem sô-cô-la có không? Không có sô-cô-la, bà xài cái kem gì, cái kem áp, cái kem áp. À biết rồi, kem đánh răng phải không? Kem hột dẻ. Hả? Vậy mà sao tới giờ Kiến vẫn chưa có bu cắn bạn ha? Không có, xài một thời gian lúc đầu thấy nó cũng trắng đó. Thời gian sau nó đổ ra thấy cũng hơi ngứa ngứa. À. Vô da liệu khám bác sĩ phán câu xanh rờn luôn. Là gì? Viêm da mãn tính. Chết già hồn. Ủa rồi năm cái bà đó giờ làm sao rồi? Không biết sao nữa mà giờ thấy bị bắt rồi. Đó, chắc có lẽ là xài đồ giả cho bạn đó. Má gì ăn đâu? Con nào mà léo vậy? Con là giọng hột không vậy? Con nào mà giọng hột đâu? Má gì ăn đâu? Đứa nào mà gọi đức danh mình vậy? Ngu đầu đâu rồi? Ngu đầu đâu? Má gì ăn đâu? Ê mới nghe nè, bữa nay địa phủ có chiếu phim hoạt hình hay sao vậy? Con này nó làm như là ma ngoại tệ ha. Đúng rồi, làm cái gì mà trên mặt nó đồng tiền không vậy? Không, không phải ma ngoại tệ là nó có ngoại tệ. Ngoại tệ có nghĩa là như cái ngoại hình nó rất là tệ. Nói đi. Không có, nhìn coi cái mặt nó kìa thấy không? Đồng tiền không à, thấy không? À, đô la nè. Bên đây đô la nè. À, quay cái mặt qua coi. Euro nè. Bên đây euro nè, quay mặt qua coi. À chính giữa à. À này là gì của Nhật Bản á? Xiên que. Đồng tiền của Nhật Bản mà làm gì? Yên Nhật ba ơi, tao xiên hai đứa vô ngục que bây giờ. Cái gì? Cái đó mà yên Nhật đó hả? Ừ. Xin lỗi bạn nha, dòm trong tưởng cái yên xe không đó. Con tới đòi nợ hai cha đó cha. Cái gì? Ai nợ? Ai thiếu nợ nần gì mà đòi? Nợ nần gì đòi kêu? Ai nợ nần gì đòi? Ai vậy? Trời ai đất ơi. Vậy? Nợ mấy trăm năm rồi bây giờ không trả còn nói ngang ai mượn hả? Ủa? Ai có mượn nợ không? Làm gì có chuyện đó. Không có mượn nợ. Vậy thì đâu có biết gì đâu, không mình đi. Rồi vậy nè, đi rồi. Đứng lại. Tao cắt giò hết cả hai à. Trời ơi cái gì dữ vậy nè, mà. Nè, vào nói chuyện. Ê, nó có sách, mách có chứng, không có mượn nợ gì. Nợ gì? Ai mượn? Nợ bao nhiêu? Rồi bây giờ tao đưa sổ nợ ra nha. Không trả là tao gọt giò hai đứa. Khoan, quan trọng tao biết nè. Ăn có danh thì chết cũng phải có tánh. Khu Á Dù là mày là ai đó? Quỷ đòi nợ. À thì đến nó kêu nó là con quỷ đòi nợ. Rồi nợ gì nói.
Đây. Ngu đầu. Đầu ngu. Bước ra đây. Nó kêu mày kìa. Ông mượn 100 lượng đầu lâu. Qua 100 năm nó phát sinh ra 100 lượng đầu lâu, lòi thêm hai cái hốc mắt rồi. Vậy là sao lại mượn đầu lâu làm chi dữ vậy? Mượn đầu lâu để mà đi đầu tư. Đầu tư cái gì? Bất động sản. Rồi giờ tài sản sao rồi? Nó bất động luôn rồi. Nó nghe nè. Bây giờ cũng kiệt quệ rồi, túng quẫn lắm, không có đầu lâu để trả, có cái đầu khác được không? Đầu gì? Cái đầu trâu được không? Đây, đầu trâu, đây, nè. Tiện lắm ha. Cầm cái đầu trâu này mang về nhà, thích thì cứ để gắn lên trên tường, giống như vật trang trí vậy đó, hiểu không? Trang trí nội thất á. Đó, trang trí nội thất. Còn nếu mà rảnh rảnh không biết làm gì đó, cứ cầm vậy nè, đó, như cái bắp đầm á, đi dạ hội, đó, dễ thương nghe không? Đó. Dạ chị Châu. Hả? Chị Châu, em nói chị Châu nghe. Vậy nè. Dạ. Ngân hàng địa phủ của em nhiều đứa như chị lắm rồi. Nó mượn tiền cái nó không trả. À. Giờ nguyên cái ngân hàng địa phủ em y như cái sâu rơm đầu trâu á. Hả? Vậy là không lấy này hả? Dạ không. Vậy thôi để em gắn cái đầu em vô lại. Chưa, để em giải quyết tiếp cái con nợ bên kia đó. Mãi diễn bước qua đây. Cái gì? Em bị cái gì nữa? Em có mượn nữa hả? Cách đây 150 năm ông có mượn 500 lượng xương ống. Hả? Bây giờ nó phát sinh thêm 800 bộ xương sườn. Trời đất ơi, cái gì ghê sợ vậy? Mượn làm cái gì vậy? Trời ơi. Mượn cái xương ống làm cái gì? Mở tiệm phở. Đây nè, trong đây nó còn có dấu răng của hai ông làm bằng chứng nha. Nói nghe, mượn xương ống để mở tiệm phở hả? Dạ. Rồi buôn bán được không? Buôn bán được đâu có đổ nợ. Sao vậy? Trời ơi, ta nói mua lộn bắt cái xương ống mà có phột môn á, ăn vô nó ngộ độc thực phẩm trơn kiện mà sập tiệm luôn đó. Hèn chi. À, thật sự ra bây giờ thì xương ống không có còn đâu, gia đình em cũng đang hơi túng thiếu. Bây giờ không còn xương ống thì ở dòng họ nhà em chết nhiều người lắm, hốt cốt dòng họ nhà em đưa anh được không? Trời ơi. Tự nhiên tôi mang về tôi hốt tôi nấu cao ngựa hả ba? Sao mà mày có hiếu quá vậy hả? Nghĩ sao mang cốt dòng họ ra mà cấn nợ vậy? Hết cách rồi. Thôi để tôi, dễ lắm. Bây giờ chịu khó đi ra ngoài đầu đường nó có mấy cái cột điện mà in hình cái đầu lâu hai cống xương rồi nè. À. Chịu khó bưng cái cột điện mang về nhà từ từ mà gặm nghe. Ủa sổ bây giờ trả nợ cho tôi đi. Nó nghe là chết rồi, nó đòi nợ quá, bây giờ làm sao bây giờ? Mà thiếu quá mà không trả nợ thì mình phải làm sao? Bây giờ làm sao bây giờ? Phải quỵt thôi chứ biết làm sao bây giờ. Giờ nói nghe nè, 1 2 3 tao nói thẳng nè. Tao quỵt chứ. Tao không có trả làm gì tao. Ê nó nghe nè, mày đi đòi nợ mà người ta không trả, mày phải biết nhục mày đi về chứ. Mày làm cái gì vậy? Tao nói thẳng luôn, mày là một đứa không biết sĩ diện. Mày vô liêm sĩ vừa. Mày không có liêm sĩ, mày đòi nợ, người ta không trả, mày xù đi. À, mày phải biết người ta không trả, tức là người ta không có tiền mà người ta trả. Mày phải biết ôm đầu má mà đi về chứ mày. Ê mày con quỷ mày, muốn gì mày? Hả mày? Hả mày, tao không trả làm gì tao? Tao không trả làm gì tao? Làm gì tao? Bước ra đây. Bước sợ mày hả? Nè. Sao? Thấy cái gì đây không? Gì? Cái kéo chứ cái gì? Cây kéo này biết để làm cái gì không? Ôi con điên hết thôi, đòi nợ không được, việc cắt tóc. Nhìn trên cái mặt này đi. Dạ. Cái mặt này không phải dạng dừa đâu. Đô la nè. Ờ. Euro nè. Ờ. Ở giữa là cái yên xe tao biết luôn. Yên Nhật mà ơi. Bây giờ hai ông không trả, hai ông tin là tôi tự rạch thêm bạc thái trên mặt tôi không? À là mày rạch mặt đòi nợ hả? Rạch mặt đòi nợ là thằng quỷ này nè. Ê nó nghe nè, thằng này chắc là dòng họ với chí phèo đó. Ô vậy chắc nó tên là chí phổi. Không phải đâu, chắc nó là chí gan. Không, chắc chí thận đúng hơn. Nó hơi tuột xuống thành chí dồi trường luôn đó. Thôi vậy nói cho nó là chí phổi. Đâu phải lẩu hài đứa đó. Bây giờ trả không? Trả không? Tao rạch nợ. Bình tĩnh anh ơi. Mình nói chuyện gì, đừng đụng dao kéo anh. Đúng cái rồi. Này nguy hiểm lắm anh ơi. Nó nghe là mình từ, là từ, con từ. Quỷ nhưng mà cũng là con quỷ có văn hóa nha. Từ nha, kéo dao kéo vô tình. Trời ơi, cầm cái mũi như vậy rồi chọt cho mặt nhỏ còn cái gì nữa. Bây giờ làm sao đây, nó dữ quá hả? Vậy trả nợ cho tao đi. Từ từ em tính cho. Bây giờ nó cầm cái kéo này nó chọt cái trong băng mặt nó. Nó lủng có một lỗ hả? Thôi bây giờ anh em mình giúp nó nha. Banh ra đi cho hai lỗ đẹp hơn. Đẹp ghê. Nè, xăm gì mực đậm hơn, màu dữ lâu hơn nè. Sắc nét lắm nè cưng. Nè, bên này xăm yên vật nha, bên này xăm mát được rồi. Đây nha. Đây. Trời ơi. Bây giờ sao? Bây giờ đe dọa tính mạng hả? Mày khè tao hả? Tao xin lỗi mày nha, cái con này mượn tiền chưa bây giờ biết trả là gì. Tao nói mày nghe nha, mày tưởng mày rạch mặt là mày ngon nè, thấy không? Nè, ngu đầu nè, mã diện nè, xấu chùm cái địa ngục đúng rồi. Mày chơi tao hả mày? Lừa nè mày. Mày muốn cái gì mày? Chuyên môn đi giật nợ tao nè, mày làm cái gì nhau? Mày tin tao mét diêm dương không? Cái gì? Mày mét ai? Thí dụ mày né mày mét que diêm tao còn sợ mày. Xin lỗi mà mày mét diêm què cái tao còn chưa sợ được. Mày kia gì ra đây? Đây, mày kia ra đây. Tao xin trân trọng tao giới thiệu cho mày biết, anh em chúng tao đây rất là hãnh diện. Đúng. Giới thiệu cho mọi người biết, anh em chúng tôi ngưu đầu mã diện là ai? Ai? Là hạ bộ của Diêm Vương. Mày nói cái gì vậy? Mày điên hả? Cái đó nằm dưới ngã ba má hơi cao lên coi.
Tao nói lộn, tao nói lại. Anh em chúng tôi là bộ hạ của Diêm Vương. Đúng, đó. Là những bộ hạ thân tín. Diêm Vương làm sao xử được? Diêm Vương là cái gì? Là cái gì? Chẳng là cái gì cả. Mày nói trên đầu. Ê! Cái gì? Ê! Mày nói cái gì? Ê! Mày không nghe cái gì trơn trọi á. Cái gì mà ê? Cái gì mà ê? Thì ổng ngồi trên đó thôi chứ có cái gì đâu. Ổng là Diêm Vương. Của tao, của tao. Ủa, của em, của tao. Diêm Diêm Dương ơi, Diêm Dương mới tới. Dạ, Diêm Dương Giá Lâm. Diêm Dương Giá Lâm mà tụi em không có biết. Nãy giờ không có nói tiếng nào đụng chạm với Diêm Dương trơn trọi á. Em không có giá mạo bằng Diêm Dương. Em nói là em nói một cái thằng ở trên kia, nó họ Dương tên là Dương Văn Diêm đó. Dạ, còn em thì nói cái thằng ở trên đó đó, nó chuyên môn đóng vai Diêm Dương vậy thôi. Ai vậy? Ai? Thằng Chí Tài. Ô nghe. Tại ngươi làm cái trò gì vậy? Nghĩ sao đi vay nợ của ngải quỷ? Ha? Dạ. Nó nợ mơ nợ quá đang mà nó không trả đấy Diêm Vương. Tại sao? Tại sao đi vay nợ? Dạ. Ông hỏi kìa, nói đi. Dạ. Nói ra thiệt là đau lòng. Tình ơi. Dạ. Tình ơi. Dạ, tên ơi. Mày không phải là Lệ Thủy. Bỏ đi. Dạ, nói giùm đi. Dạ. Sao? Nói ra thiệt là đau lòng. Đau lắm, Diêm Vương ơi, lòng em như rộn ràng mơ hồi. Tên ơi. Mày không phải là Mỹ Châu. Tại sao? Dạ. Dạ, sợ gì hạ thần lâm ra cái cảnh mượn nợ cùng đầu như vậy là tại vì lương Diêm Vương chưa trả. Ừ, hay gì rắn quá. Hát bè hả? Phải hát giọng cao, phải hát giọng trầm. Không còn nào hát giọng chánh hết. Dạ, nhường cái giọng chánh cho Diêm Vương hết. Cái gì? Tại sao? Tại sao không có lương mà là chi tiêu tới nỗi mà túng thiếu phải mượn tiền của ngại quỷ? Hả? Chi tiêu cái gì? Ông có phát lương tiền đâu phải mượn chứ. Đúng sao? Rồi. Nè, con ngựa cam kia nói có sách mắt có chứng chưa ha? Lương bổng á, ta đã kêu mấy người mà phụ trách gì cái phần tài vụ người ta phát đàng hoàng tử tế nha. Cái này có làm ăn chui làm ăn thêm gì phải không? Người ta phát như thế nào mà chưa vô sổ tài khoản của tôi không có biết á. Trời ơi. Dạ thưa Diêm Đế, chuyện này người phải điều tra cho kỹ chứ không thôi hả, thiên hạ mà biết được thì mất danh dự của chốn Diêm Cung. Tại sao? Xài cái gì? Chi tiêu cái gì mà phải bượng nợ? Hả? Trời đất ơi, Diêm Vương ơi, đừng có hỏi cái chuyện này, khó nói quá mà. Nói đi. Không khó nói lắm. Trời ơi, sao mày tự lấy cái đuôi mày quấn ở trong cổ mày rồi mày tự cắn đuôi mày luôn vậy? Trời ơi, con khôn dữ vậy. Đang quýnh quán nè. Dạ. Ông hỏi chị nói đi. Tiền lương thì có xài nhưng mà thâm vốn vô rồi là tại chị. Tại vì gì? Dạ tại sự thật là... Dạ tại sự thật là... Dạ thưa Diêm Vương, sự thật là bởi vì nó lấy cái tiền đó, nó đi mua mỹ phẩm cho bà Diêm Hậu xài hết. Diêm Hậu á, Diêm Hậu mua mỹ phẩm của em không có trả tiền. Ừ, đó. Bà mua cái gì mấy lô hàng rồi, nào là kem dưỡng trắng nè, kem sức chống trị mụn nè, kem chống nhăn quần mắt, kem làm cho highlight góc cạnh, kem chấm vào mồ hôi, kem chống nhờn, đặc biệt là kem dưỡng cổ, dưỡng da và dưỡng tất cả những cái vùng nào cho không có nhăn. Bà dưỡng cho da không nhăn mà bà xài ở vùng đầu gối, xài chừng nào nó mới hết nhăn. Mà xài mười mấy lô hàng mà bây giờ không có trả tiền, nó thâm vốn à. Xài hoài mà không có hết nhăn thì mày chịu khó mày mua mày đầu tư cho bà cái bàn ủi đi, rồi ngồi mày trải bà ra như cái áo vậy nè, rồi mày ngồi mày ủi bả vậy nè đó. Mày làm đi. Dạ nói Diêm Hậu vậy à? Dạ xin lỗi. Còn ngươi? Dạ. Tại sao? Tại sao túng tiền? Dạ. Hử? Dạ. Nữa hả? Khó nói quá. Mày cũng khó nói nữa hả? Khó nói quá. Ráng nói đi, tao nói giùm cho. Mày nói giùm tao nghe. Ừ. Dạ. Dạ sự thật là... đi. Dạ sự thật là... Sao? Sự thật là... Là sao? Sự thật là... Là gì mày? Có chuyện mày tao đâu có biết.
Tao muốn sáng mày một tay ghê luôn vậy đó. Tao không có biết cái chuyện của mày. Cái thứ bạn bè gì đâu á, cái lúc mà nguy cấp như vậy nè, không có nhờ giả được cái gì. Tự nói đi. Bực bội à. Dạ sao Diêm Dương, sự thật là bởi vì em phải lấy cái tiền đó em đầu tư cho cái mớ túi xách hàng hiệu cho Diêm Hậu. Diêm Hậu xài toàn mấy cái túi xách da mà da đắt tiền không à. Da beo, da chó đốm, da trăng, da rắn, da cá sấu, da hà mã, da khỉ đột. Có bữa phải làm bằng con da trâu nữa. Em phải lấy hy sinh một cái đứa trong cái dòng họ của em ra lột da mà may cái túi cho bà đeo đó. Như thấy nó ác không? Sinh vật người ta đang kêu bảo vệ mà nó lấy da người ta ra nó lột, rồi nó lấy sừng tê giác nó làm vật trang trí, rồi nó lấy gà voi nó làm móc khóa cho túi sắt. Bữa nó còn làm thêm da của con cá ba sa. Trời ơi, sắt mà hôi mùi phân gần chết à. Thế bảy, đâu ra cá ba sa? Cái gì? Da cá tra. Đồ á, vậy là đúng ổn luôn. Mà con cá tra vừa mới vớt nữa nó mới thấy ghê. Hèn gì? Dạ. Sự thật là... Ê, tớ mày nó không có một sự thật hay nó không có một sự thật. Nè, là sao? Nè. Sự thật là cái gì nói nha, anh em tôi hứa là không có xe. Diêm Dương sẵn tới đây lần cho em mét luôn đi Diêm Dương. Sao? Tụi nó qua tụi nó kêu em mượn tiền của ngân hàng địa phủ mà tụi nó không có giấy tờ. Em lén lúc em chạy giấy tờ em cho tụi nó vay tiền. Bây giờ tụi nó đánh em, tụi nó làm hư cái dụng cụ câu cơm của em. Kiếm này về giám đốc ngân hàng địa phủ lột da của em làm túi sách cho Diêm Hậu luôn à. Ê, nói nghe nè. Hả? Nói láo mà Du Khống xuống đây là bị cắt lưỡi bỏ giặt dầu nha. Nãy giờ tôi với thằng kia là có hù dọa ông, có cầm cây dí dí trong mặt ông nhưng không có bẻ cái cán này của ông nha. Nha. Cái cây này hàng dở quăng cái tự nó gãy nghe chưa. Nói láo một cái nha, tôi thồn cái này vô trong họng đó. Trời ơi, Diêm Dương. Thôi được rồi. Phản Quang. Dạ. Phát lương cho họ đi. Có lương, có lương, có lương. Thương quá đi, lương của mình bao nhiêu lâu rồi chưa có đúng không? Phát lương đi, tôi dùng ống giòn, tôi giòn ông nè. Đó. Phát lương hả Diêm Đế? Đúng rồi. Nè, với cái tội á mà mạo danh Diêm Đình đi mượn tiền ở ngân hàng địa phủ. Đúng rồi. Rồi làm ăn tắc tách, rồi đến quỵt nợ. Mấy người nghĩ sao mà tôi ra lệnh phát lương cho mấy người? Chờ đi, 900 thiên niên kỷ mới có lương. Trời ơi, lương đi xa em quá. Lương kia nợ dài quá. Ủa khoan, xí làng, xí làng. 900 thiên niên kỷ nó mới có lương, vậy chừng nào em mới được trả tiền? Mày về, mày đi đầu thai đi. Để mày mới quá kiếp mày mới trốn được. Chứ thôi giám đốc ngân hàng địa phủ mà bắt được mày thì mày cũng tiêu. Trời mày ơi, mày cho ơi. Mượn mà mày không có thế chấp đồ. Đồ tao lấy giết rồi tao lụi mày luôn bây giờ. Trời ơi, cái gì mà quan uổng cho tôi vậy trời? Quan cái gì mà quan? Dạ. Bây giờ ông có phát lương cho tụi em làm sao cho em tiếp tục làm việc cái Diêm Dương? Dạ bẩm Diêm Đế, người phải điều tra kỹ càng và bắt hai tên này phải quy tội về cái chuyện mượn danh dự của Diêm Đình để mà làm chuyện sầm bậy. Anh Phán Quan, bây giờ mà cái vụ này mà nói em đi đầu thai hay em cũng nói luôn nha, không trả tiền cho em nha, em xiết luôn cái Diêm cung này á. Bây giờ cái sổ hồng Diêm cung tôi đang giữ nè. Trời đất ơi, trời đất ơi, ai dám cầm cố vụ này? Tôi Diêm Đế ai? Con ngựa đó đó. Mày ngựa quá. Không phải. Mày dám cầm luôn cả Diêm cung mày hả? Không phải. Nó nói lòng tin gì vậy là ông vỗ quan cho tôi. Hồi xong sinh tôi một hộp kem dưỡng môi. Tôi không cho ông đi dặn tư thùng phải không? Đồ không vú. À, đồ vú không. Đi bà, tôi bà quá mặt, đi bà. Im đi. Quá đau lòng mà. Tôi vừa ở trên Dương Giang về, mới xử xong một vụ án. Cán bộ ỷ thế, ha, đi nhậu không trả tiền cho dân. Lòng đang vui vẻ như vậy, tự nhiên về nghe cái tin cẩn thận mình làm ô uế cái danh thanh danh Diêm cung này. Đem thanh danh ra để cán nợ. Dạ tại vì Diêm cung không có chịu trả lương nhiều tháng, tụi con túng thiếu. Dạ. Đã vậy kèm theo Diêm Hậu cứ mượn nợ tụi con. Dạ. Bắt lấy hàng mà không trả tiền thì tụi con làm sao mà xong? Phải cục vốn có vay mượn nợ là đúng rồi. Cuối cùng cũng là do Diêm Hậu thiệt. Sao thật ra đây là cũng lỗi của ta. Dạ. Ta không quản lý chặt chẽ gia đình mình. Dạ. Để ảnh hưởng tới thanh danh của Diêm Đường. Còn gì nữa? Thôi được, Phan Hoàng. Dạ. Cứ phát lương cho hai người này đi. Hả? Chắc lương đó sẽ sớm quay lại thôi. Chắc lương đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm đồng lương trên tay nước mắt rơi. Em có lương. Đi lạnh lương.
đi lãnh lương. Dạ em cũng đi lãnh nợ. Dạ bẩm Diêm đế, chuyện tác tệ này có dính tới Diêm hậu. Vậy mà Diêm lấy ngân khố của Diêm đình này để mà chi trả chuyện đó. Nếu chuyện này ba tánh ở ngoài biết được thì uy tín của Diêm đình này sẽ như thế nào? Thần sẽ đi phát lương cho bọn họ, nhưng tất cả trách nhiệm Diêm Vương phải chịu. Cô Tám, tại sao cô lại dính vào cái vụ án này? Giờ ta giết án về cô thì giết cũng không được, bởi vì người đời cứ nghĩ rằng cô Tấm là một người đoan trang hiền hậu, nhưng có ai ngờ cô ấy là... Bẩm Diêm chúa. Cái gì? Thần có nghe Diêm chúa nhảy mũi. Chắc có lẽ Diêm chúa bị cảm. Người không. Có xong hay là uống thuốc cảm chưa? Không, ta không có cảm gì hết. Nhưng mà ta có cảm tưởng là hình như là có ai réo gọi tên ta trên trần gian á. Có người réo gọi tên của người? Ừ. Ai vậy kìa? Chà, thôi réo gọi nữa đó. Mà cái giọng này nghe quen lắm. À, hay là ông có thể dùng gương thần mở ra có ai là người làm phiền ta không? Hùng mạng. Ừ. Xin người hãy bước vào trong. Này gương thần, nghe ta phán đây. Gương kia ngự ở trên tường. Cái gì vậy? Diêm Vương ai đẹp bằng? Ông mới nói cái gì vậy? Dạ kêu gương. Kêu à, gương. Dạ. Thần lộn qua cái chuyện cổ tích Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng. Trời đất ơi. Dạ, dạ. Nói lại đi. Xin lỗi. Dạ, thần làm lại. Này gương thần địa phủ. Hãy chiếu lên gương mặt của người nào làm cho Diêm chúa của ta nhảy mũi. À, thì... Đứng lại. Chứ đừng làm vậy kiểu đó nghe. Chú lấy lánh mặt tôi hả? Tôi với ông bụ rảnh chạy marathon mà sao mà ông đua nước rút theo tôi, ông làm vậy? Chú trả liền tôi đi. Chú nói gì rồi chú trả liền tôi. Mà trả cái gì? Trả tiền tôi chứ gì, trả cái gì? Ông làm gì tôi thiếu nợ ông vậy, ông đòi hoài vậy? Ông ơi đi nè, mà ông coi đi, chữ ký của ông mà. Mà trước mặt ông chủ tịch tỉnh nha. À. Ông chủ tịch tỉnh á là ra lệnh cho ông phải trả tiền cho tôi. Ông đúng. Có hứa đàng hoàng mà. Đúng là tôi có hứa với ông chủ tịch tỉnh. Nhưng mà tôi đâu có hứa với ông. Hả? Cho nên bây giờ tôi không trả. Ăn nói lật lộn à. Diêm Vương ơi, chứng kiến giùm Diêm Vương ơi. À. Ông có bị bệnh không? Ông làm gì ông kêu Diêm Vương hoài vậy? Hả? Ông hù tôi hả? Bây giờ có trả tiền không? Trả cái gì? Tôi đã nói với ông rồi. Nè, tôi là tôi thiếu nợ đúng không? À. Xã thiếu nợ ông đúng không? Đúng. Ủa thiếu tiền chứ bộ chạy lũ hay sao ông làm gì mà ông gấp rút, ông kéo níu như vậy? Tôi hết vốn rồi. Hết vốn hả? Hết vốn nghỉ bán thời gian, nào tôi có tiền tôi trả có vốn bán lại. Đừng có nói cửa đó nha. Nói lại sao? Ăn quýt. Ăn quýt hả? Không nói cửa đó được. Nè. Nè ăn quýt mà chết xuống Diêm Vương đó nghe. Thì sao? Diêm Vương sẽ kéo cái lưỡi ra nè. Cắt cái lưỡi cho khỏi ăn luôn nè. Rút răng nè. Rút răng. Bỏ vô chảo dầu nè. Cái gì? Xuống 18 tầng địa ngục luôn nè. Ông Diêm Vương sẽ rước ông. Cái gì? Ông trù cho tôi rốt đáy địa ngục đó hả? Đó. Tôi chết với âm phủ ông Diêm Vương móc mỏ, móc răng, móc miệng tôi đó hả? À. Sợ quá. Tôi sợ quá. Mà ông muốn bắt tôi phải không? Còn lâu. Năm nay tôi mới 30 tuổi à. Trời ơi, muốn bắt được tôi hả? 70 năm nữa nha ông Diêm Vương. Chà, chà. Ôi là hưng. Oh.
Trời ơi, Diêm Chúa ơi, ngài giận đến mức độ mà ngài xô tôi té, chút xíu nữa tôi xuống tới tâm của trái đất rồi. Diêm Chúa, tức quá mà. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì? Dạ, chuyện này giờ xử lý sao hả Diêm Chúa? Cả gan thì. Dạ. Dám nói là phải chờ 70 mấy năm sau mới bắt được hắn hả? Được. Cái giọng của hắn nói á, không có ghét bằng cái ánh mắt và cái khẩu mồm của hắn nói. Hắn nói phách lối, hắn không coi Diêm Chúa ra gì. Giờ xử lý sao hả Diêm Chúa? Triệu hồn hắn xuống đây. Hả? Triệu hồn? Không phải 70 mấy năm nữa, mà ngay bây giờ sai Ngưu Đầu Mã Diện kéo hồn xuống đây cho ta. Phụng mạng Ngưu Đầu Mã Diện. Xử xong rồi. Xong rồi thì tốt quá. Tốt cái gì? Bây giờ tới phiên ta xử nàng đó. Hả? Xử thiếp? Thiếp tội gì mà xử? Tội là thiếp đẹp quá à. Đẹp. Ta hỏi nàng tại sao vậy? Nàng đường đường là một viêm hậu, tại sao lại là kêu những cái thằng mãi diện mua đồ rồi nàng không trả tiền cho nó? Nàng kêu nó mua nào là phấn dưỡng da nè, rồi tắm làm cho trắng da đây nè. Trời ơi khổ quá, nàng kêu nó mua cũng được, nhưng mà nàng phải trả tiền cho người ta chứ. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Vợ Diêm Vương mắc mớ gì đó tiền chi vậy? Trời ơi, mình nhận quà nó là nó mừng muốn chết rồi, mắc mớ gì mình phải trả tiền cho nó. Trời ơi, nàng nói ngang quá. Ngang cái gì? Thiếp là thiếp vì chàng thôi, chàng biết không? Cái gì chàng cũng từ chối hết á, thì làm sao mà nhà mình khá được? Làm vợ của chàng thiếp không có được gì hết trơn á. Có gì đâu, chàng không nhận hối lộ, ở trên dương gian người ta nhận quá trời luôn kìa. Trời ơi, làm vợ của ông này ông kia nhận hối lộ hà rầm ta mới giàu có. Còn làm vợ của chàng này hả, vợ không hối lộ mà vợ hối hận vô cùng luôn nè. Thứ này được hả? Cái gì nữa? Thanh Liêm chi? Thanh Liêm mà nghèo, Thanh Liêm làm gì? Bực nè, bội gì đâu á. Còn nữa, còn dạ, nữa, còn thằng Ngu Đồng nữa. Sao? Hả? Nàng nhờ nó đi mua những cái bóp da này, da nọ, hiệu này, hiệu kia. Nè, 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 bóp da nè. Đó. Nè, da beo nè. Trời đất ơi, da beo. Da beo. Còn da cá sấu nữa. Da cá sấu hả? Ừ. Da cá sấu đang gửi về, đang ship hàng về. Còn cái bóp mà da cá ba sa đâu? Cá ba sa sao làm bóp da? Nó nói. Trời đất ơi, nó nói sai rồi, đó là da đà điểu. Đà điểu mới làm bóp đi, cá ba sa làm khô. Nó còn nói là nàng kêu nó mua cái loại gì mà mới ra nè, rồi da cá tra đó, có không? Trời không có, cá tra họ hàng với cá ba sa. Sao nói là mua cá dồ luôn đi. Bực bội quá đi nè, bây giờ hỏi chàng là ý chàng á là thiếp biết rất là fashion, rất là thời trang. Bây giờ thiếp nhờ chàng tư vấn nha. Cái bóp này nè, với lại cái dây chuyền này nè, bây giờ mặc với bộ trang phục nào là được ha? Đọc ta coi coi. Nè. Đó, cái áo đó đó nè, rồi cái áo này nữa nè đó. Ừ. cái nào đẹp à, bỏ đây đi, bỏ đi ha. Cái này phô. Là ý chàng chọn này phô? Ý của ta đó. Rồi thiếp cảm ơn chàng, thiếp chọn này. Ừ. Cái gì kỳ vậy? Trời ơi, hỏi chàng đến chi? Và ý chàng thấy gớm lắm. Bây giờ chàng chọn cái nào thiếp làm ngược lại là tức là thiếp đẹp. Đó. Rồi vậy đi nha, quyết định vậy đi. Bây giờ thiếp sẽ vô thiếp hỏi thằng Mã Diện với Ngu Đầu cái chuyện này mới được. Ờ, tối về sớm nha, thiếp cho chàng ăn món dê xối xả. Diêm Hậu à? Dạ. Nè, nghe tao nói nè. Dạ sao? Kể từ giờ phút này, nè, không được lạm dụng quyền hành của mình mà làm những cái chuyện đó, nghe không? Nàng mà làm như vậy đó thì ta có thể ghép tội nàng thêm một cái tội nữa là gợi ý hối lộ đó. Ai mấy sao vậy? Ta nói 4.000 lần rồi, mai mốt tao cho tụi bay đi học là cái lớp mà trùng tu tư cách nha chưa?
Người ta ngu đầu mãi chuyện, tao là sếp, tôi phải là lính mà tôi phải chạy trước không à. Chỗ dí không có lợi nó luôn á. Hồi xưa trước khi nó xuống đây là nó là cái gì vậy anh? Nghe đồn đâu hai đứa này trước khi xuống đây làm vận động viên điền kinh á. Trời đất ơi, hai cái con thần kinh. Tôi phải làm ơn lần sau đi đứng cho đàng hoàng đi. Ủa nó nghe nè, mình là chịu trách nhiệm giải phạm nhân xuống đây. Rồi sao đi biết rồi giờ tôi thấy mình không thấy phạm nhân đâu. Do lo dí hai con quỷ này quên phạm nhân luôn vậy. Ê phạm nhân, vô đây mày. Mày tự vô đi. Trời ơi trời. Mày đi. Cầm cái cây nè. Cái gì vậy trời? Y như dẫn nó đi ăn xin vậy đó. Cái gì vậy? Quế gì mà vừa đi vừa mò vậy cha? Trời ơi tôi đang nằm mơ, tôi đâu có dám mở mắt ra đâu. Bây giờ làm ơn mở con mắt ra mà khép cái miệng lại. Trời đất ơi, tao nói tao ngủ nằm mơ mà mở mắt rồi sao ngủ được nữa. Cái thằng này tức dễ sợ luôn, xuống đây mà còn cãi. Đưa mặt đây coi. Ây da. Ây da, trời đất ơi. Sao mà tự nhiên quánh người ta vậy? Quýnh cho nó tỉnh. Mà nó chưa có tỉnh kìa, ê quay qua đây. Hey. Trời ơi, trời ơi công nhận nha. Gì vui dữ vậy, cười. Cái con này nó bị điên rồi, quýnh nó mà nó hãnh diện, hạnh phúc kìa. Dạ đâu có hãnh diện. Tự nhiên tôi không ngờ trong giấc mơ mà nó cũng đau y như ngoài đời thiệt vậy đó. Đại ca, đại ca, dạ. Mơ là không có đau. À? Còn đại ca không phải là mơ. Mà đại ca đang ngủ, người ta bắt hồn đại ca xuống địa ngục, nghe chưa? Trời ơi, cái gì? Bắt hồn tôi xuống địa ngục hả? Ừ. Trời đất ơi, sao khó cái gì quá vậy? Ủa địa ngục thì ông Diêm Vương đâu? Ông Diêm đây, Vương... kia. Trời ơi, chết con rồi. Nhoi lại, lù lù một đớt, nhoi lại. Trời ơi, đâu có hai con quỷ đứng hai bên ghê quá vậy? Ai đây? Nói gì quỷ á? Dạ, ông ngoại gì nha. Ngu đầu mã diện. Trời ơi, vậy là tôi chết thiệt rồi đó hả? Mày nhìn cái mặt xấu quắc như ta, mày hỏi ai hả? Trời ơi, giờ trăm ngàn lại mấy người. Dạ, con tội gì mà tự nhiên bắt con xuống đây vậy? Từ từ, sẽ biết. Bên kia. Dạ. Ngươi không biết cái tội gì à? Dạ, con đâu có biết con tội gì đâu. Tội ăn quýt. Cái gì? Quang quá. Từ đó giờ con toàn ăn cam, ăn xoài, con đâu có ăn quýt đâu. Bánh tao gặp cái cây, bây giờ xéo mày mày nghe mày. Quánh nó liền tay. Diêm Vương nói mày ăn quýt mày nghe, sao ra ăn quýt mày? Ủa mày xuống đây là mày bị điếc luôn hả? Chữ quýt nó là dấu nặng, còn chữ quýt nó là dấu quyền cho nội. Hả má, má chữ quýt dấu sắc má ơi. Ờ, chữ quýt nó là dấu hỏi, mày nghe rõ chưa? Ừ, dạ con rối lắm rồi, nhưng mà cái tội gì mà bắt con xuống đây, con đâu có ăn quýt gì đâu. Lớn tiếng rộng họng nè. Chẳng lẽ ông Diêm Vương bắt con người từ trên trần gian xuống vì cái tội mà nhỏ xíu vậy thôi á hả? Tội lao. Dạ. Người dám nói là chuyện nhỏ à? Chuyện nhỏ mà không xử, bỏ qua hậu quả sẽ thành chuyện lớn, hiểu chưa? Dạ dạ. Nhưng mà con xí, dạ thưa với ông Diêm Chúa, con có ăn quỵt ăn quỳ gì đâu. Con thiếu nợ thì từ từ con trả chứ có làm gì ghê như vậy. Từ từ trả hả? Dạ. Mày nói mày mượn mấy năm? Mày nói mày mượn mấy năm rồi mày trả? Mượn có 1 năm thì còn lắm, thiếu thêm 1 năm nữa, 2 năm mà tính trả là 3 năm mà trả nợ. Có 3 năm mà nói làm gì? Tao nói á, 12 con giáp mày phải là tuổi con đĩa mày mới dai như vậy á. Nè. Dạ. Người đừng có dối trá nghe chưa? Rõ ràng, người nói, người trả liền, mà người không có trả đồng nào hết. Đó. Dạ, thì là con đã nói rồi. Thiếu nợ thì trả tiền, thì từ từ con trả chứ có gì đâu mà thấy ghê như vậy. Nó đòi khất nữa đó Diêm Vương, nó đòi khất nữa đó. Thằng Hoàng, ông thấy sao? Dạ bẩm Diêm Chúa, thần trộm nghĩ nó thiếu nợ mà nó nói chừng nào nó có tiền nó mới trả. Dạ. Nó trả từ từ thôi thì mình cũng thương nó đi. Đúng dạ. Mình cũng bắt nó xuống đây. Dạ. Cho nó ở trong cái ngục à. Tối ngày nó vòng vòng ở cái vạc dầu sôi với 9 tầng địa ngục á. Rồi chừng nào nó có đủ tiền rồi mày từ từ mình mới thả nó lên. Khoảng bao lâu? Chừng 40-50 năm thôi. Mày năm nay mày bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con tròn 30 tuổi rồi. Hay quá. 30 tuổi mình nhốt chừng 40 năm thôi là nó lên trần gian, là lúc đó nó 90 rồi. Trời ơi. Trời ơi chết rồi. Ê ngựa. Dạ. Mày tính sao hay quá ngựa. Dạ 20 năm vận chuyển đó anh. À thế. Rồi. Dạ con quỳ lại mấy ông. Dạ con lại ông Diêm Vương, làm ơn tha mạng cho con. Mấy ông giam cái hồn con như thế này, tới lúc mà thải cho lên với trần gian chắc cái xác con nó mục hết rồi, gia đình con chôn mấy kiếp rồi, làm sao con có cái gì để con nhập hồn vô.
Trời ơi, ngươi tham. Vậy mày trả không? Trả, dạ trả liền, dạ con hứa, dạ con trả liền, dạ thôi, dạ thinh hai ngày tha mạng. Con hứa con mà lọt được về Dương Thế, con đem tiền qua con trả cho ông năm, con trả hết cho ổng, dạ. Hứa là phải giữ lời. Dạ. Không, ta sẽ triệu hồn ngươi xuống. Dạ. Rồi giam đây suốt đời luôn. Trời ơi, không dám, con sợ. Đúng rồi, mấy việc. Dạ. Giải hắn đi. Dạ. Đi đâu ạ? Trả lên tiền nghe. Ê, kêu trả kìa. Nó nghe. Diêm Dương nói thì mình cứ trả. Đâu có biết đâu mà trả. Từ. À, Diêm Dương. Quên hả mày? À, ảnh nhắc em á nha. Vụ gì? Nhà nói ra hơi xấu hổ. Dạ. Xưa hai đứa làm biến. Dạ. Dạ. Đi học tới cái lớp mà dạy bắt hồn là học rồi. Nhưng có. Mà tới lớp mà trả hồn chưa có học. Đi chết đi chơi không? Trời ơi. Trời. Hai đứa thiệt quá. Dạ không biết. Không, cái tiết mà đi trục hồn người ta tụi em giỏi ghê lắm. Mà riêng cái tiết mà trả hồn thì không có kịp học. Thành ra giờ biểu trả không biết đường đâu mà trả. Thôi được rồi. Để ta sẽ dạy cho tụi bay một cái khóa cấp tốc về hồi hồn. Dạ, sao anh? Cứ nhìn vô gương mặt kẻ đó. Nhìn vô đó. Bấm vô ngón tay. Bấm vô ngón tay. Nói hồi hồn là hồn hồi. hay, được. Nè, tao nhìn vô cái mặt mày nè. Bấm ngón tay. Nè. Hồi hồn. Mặt như có hồn. Hát bạch quỷ. Đã gọi đúng tên nó. Đúng tên, nghe. Em nó nghe nè. Cái gì? Vậy đâu có cho nó lên trần gian dễ dàng vậy được. Vậy chứ sao? Phải có bài học cho nó chứ. Em ơi, em cho nó nghe là kêu. Ý, nó thấy gì không? Dạ đâu. Chỉ anh nhìn thấy gì không? Thấy gì chứ? Thấy cái gì chứ? Cái này người ta kêu là quýnh hôi đó. Thấy là này, đi đây. Tôi về tôi trả rồi, mày ơi. Báo chí gì bữa nay không có cái tin gì giật gân hết trơn, cái trời coi gì mà cái này mới giật nè, giật nguyên mình luôn chứ không phải gân được. Biết chừng nào mà nó trả hết cái số nợ này trời ơi, buôn bán mà cũng khổ sở lắm. Diêm Dương ơi, cứu con, không chừng nào nó trả được. Vô đây Diêm Dương ơi, con sạc nghiệp. Cái gì vậy? Nào làm hết hồn, mỗi giá Diêm Dương làm hết hồn. Cái gì vậy? Ai vậy? Gì thế ghê hả? Trời ơi. Ghế đâu rồi? Để đây nè. Tôi vậy? Đây nè, hồi xưa đi. Trời ơi, ước gì? Tôi nhắc Tào Tháo tới rồi. Ước gì tôi còn tỉnh ngủ, tôi đừng có bị tỉnh vậy. Ủa sao vậy? Mở kiến ra coi. Trời ơi. Ai đánh vậy? Ai đánh đâu? Mơ gì? Mơ tự đánh vô mắt hả? Không có, giống như là ở dưới chồi lên ghê lắm. À nè, coi nè. Ghê thiệt chứ? Bên này thấy ghê không? Ghê. Đây là mơ. Tỉnh. Mơ tỉnh nè, thấy không? Ý, chỉ Diêm Dương mới lên hả? Gì? Diêm Dương này nào? Giống đó, giống địa ngục á. Trời ơi, địa ngục chứ Diêm Dương đâu Diêm Dương. Địa ngục, Diêm Dương ở dưới. Trời ơi, đừng có nói nữa. Trời đất ơi, đừng có nói. Ba cái vụ này thấy ghê lắm mà nói hoài vậy. Mệt ghê. Mà sao? Sao gì nữa? Địa ngục lên thiệt hả? Trời không có, tôi chồi đầu lên. Tôi cái này là ác mộng mà đừng có nhắc nữa. Bây giờ cái chuyện quan trọng nè. Gì? Tôi có thiếu gì ở đây không? Thôi cái câu này thừa quá. 100 triệu nè, số nợ của ta có nè. Đúng rồi, quan này 100 triệu phải không? Ờ, đây là ký. Trả hết. Hả? 100 triệu không? Đem đi. Trả tiền thôi. Trả tiền. Không lẽ Linh gì ta? Linh cái gì? Mình mới kêu Diêm Dương. Cái gì? Ông á? Ông kêu Diêm Dương hả? Trời đất ơi, tôi lại ông, cái miệng ông hay quá. Cái miệng ông ăn mắm ăn muối, ông kêu cái gì vô hết cái đó. Ông kêu Diêm Dương phải không? Ừ. Tôi dưới tôi mới lên gặp ổng nè. Hả? Không có. Trời ơi, không phải. Tôi nằm mơ. Đừng có nói nữa. Đếm tiền đi. Rồi trả sổ nợ cho tôi. 100 triệu. 100 triệu đó. Diêm Dương ơi, con có mơ không? Đừng có nữa. Sao nãy giờ kêu Diêm Dương ngoài cho tôi trả tiền con kia kêu ấy. 100 triệu. Lớn không có chơi mét nha. Một cọc 50. Cộng 50. Trời ơi, mừng quá. Sổ nợ đâu? Để đó. Đặt cái chữ ký của cậu ra đây giống trong này nè. Đem về. Tôi đem về tôi đốt liền. Đem về cái gì? Bộ sao có tiền trả tôi hay vậy? Có tiền gì? Sao mà lý do sao mà ai xúi biểu mà lên đem tiền trả tôi? Xúi gì gom hết tiền luôn á. Vậy hả? Tụi tôi gặp cái chuyện khủng khiếp mà tôi phải gom hết tiền tôi đem tôi trả cho ông liền luôn vậy đó. Làm gì ghê vậy? Làm gì lại gặp Diêm Dương của bằng á. Nữa sao nhắc hoài vậy?
cái miệng ăn mắm ăn muối mà. Mấy mốt làm ơn á, nằm mơ hay ngủ cái gì đó, cái miệng đó, trời ơi, Sơn tốt quá, Sơn tốt quá, Diêm Vương ơi, Sơn tốt quá, nhớ chưa? Nhớ rồi. Miệng có tiền là cái gì tôi không nhớ đó. Ừ. Bây giờ trả hết nợ tôi rồi. Rồi. Mấy mốt là cái lễ ăn nhậu tự nhiên nhưng mà từng lễ quyết toán lần nha. Không ăn nhậu nữa. Sao? Kể từ bây giờ là không được quyền ăn nhậu nữa. Mày... mấy mốt mà có tiếp khách tiếp đồ là cứ trà bánh thôi. Lệnh của ở trên phán xuống rồi. Chủ tịch đó là bây giờ không có ăn nhậu gì nữa hết, hiểu không? Phải không? Trời ơi! Vậy quán tôi bán cho ai ăn? Cái chuyện đó chuyện của ông ai biết được, chứ bây giờ chủ tịch tỉnh yêu cầu tôi vậy là tôi phải chấp hành, tôi phải tuân thủ chứ. Thôi bây giờ ngồi đây đi. Ờ. Cái mặt sẽ đói lắm rồi nè, tôi vô tôi làm một cái tô hủ tiếu dê xấu xả rồi cho ăn ngon lắm. Nhớ nhớ lấy cái nằm. Không ăn nữa. Cái này là cái hành động hối lộ, hiểu chưa? Ông làm gì ông làm đi, ông làm đây cho tôi ngồi tôi định thần đấy. Tốt quá ha. Được rồi chơi nha. 100 triệu lượng điểm ở đây người ta để ý vô đâu có đếm tiền. Vậy là vô đếm tiền hả? Ừ. Nhớ nha. Mai mốt có gì nói ông Diêm Vương tôi tốt nha. Đừng có kêu tôi nữa nha. Trời mệt ghê. Nhớ lại cái chuyện mình nằm mơ cái ác mộng sao nó kinh khủng quá vậy ta. Cái chuyện của mình mà mai mốt viết báo đăng chắc nhiều người đọc lắm mà. Ít nhất là phải đăng mấy cái trang. Ủa trang này trang thời sự mà đâu có ăn báo được. Ngày 10 tháng 5, chủ tịch tỉnh sẽ ghé thăm xã mình. Ủa? Báo đăng trước khi mình biết nữa ta, sao kỳ vậy? Ủa? Còn cái hình này là đăng chủ tịch tỉnh đang thăm xã kế bên nè. Ủa mà kỳ, cái mặt không có giống cái ông bữa thăm mình làm sao ta? Hả? Cái ông chủ tịch tỉnh bữa ghé thăm mình cái mặt lạ quá. Còn cái ông này cái mặt cũng lạ quá, không giống nhau. Trời ơi, chẳng lẽ những cái chuyện mình nằm mơ là có thiệt sao ta?